Chào mừng quý vị quay trở lại phần 3 chương trình Giờ Kết Sổ, và ngay sau đây sẽ là những phân tích các cổ phiếu nổi bật đến từ chị Huỳnh Thị Bé Cần. Chào mừng chị Cần quay trở lại phần 3 chương trình. Thưa chị, thì trước khi chúng ta bắt đầu vào phân tích các cổ phiếu nổi bật trong ngày, thì chị có thể cho quý vị xem đài biết là chị nhận định như thế nào về thị trường trong tuần này? Và theo chị thì dòng tiền có hưởng ứng cho xu hướng tăng của thị trường trong tuần này hay không? Trong tuần này thì mở màn của cái ngày giao dịch đầu tiên vào ngày hôm qua là 24 tháng 10 thì thị trường có một cái sự khởi sắc tốt, cũng nhờ sự trở lực từ nhóm cổ phiếu ngân hàng và một vài cổ phiếu của blue chip lớn. Thì tuy nhiên phiên hôm nay thì bất ngờ thị trường có một cái pha rung lắc mạnh và hầu như các cái nhóm cổ phiếu bị bán trên diện rộng. Trong đó thì tôi ghi nhận những cái cổ phiếu mà làm trụ đỡ cho thị trường thì hôm nay khá là tiêu cực và cũng đã làm cho cái đà giảm của thị trường hơi nhiều. Trong đó thì BLX, mã cổ phiếu Vietjet Air, Sabico, rồi là những cổ phiếu mà trụ cột để dẫn dắt cho thị trường như là Vinamilk nữa thì hôm nay giảm rất là mạnh. Thì thống kê hai phiên giảm, phiên đầu tuần và phiên hôm nay, thì tôi nhận định là trong cái tuần này thì thị trường sẽ có cũng chưa có sự bứt phá và cũng chưa có một cái sự cải thiện trong tuần này đâu. Nhưng mà về cuối tuần thì tôi nghĩ là phục hồi kỹ thuật thì thị trường sẽ có những cái phiên hồi vào cuối tuần. Thì theo nhận định của tôi, cuối tuần này thì thị trường sẽ có một cái sự phục hồi. Tuy nhiên thì ở cái thị trường nào cũng vậy, thì nhà đầu tư có thể tìm kiếm cái cơ hội trong những cái pha rung lắc của thị trường. Thì cái điểm chú ý nhất trong cái giai đoạn hiện nay đó là khối ngoại liên tục bán ròng. Chưa kể đến cái việc mà bán ròng trong hai kỳ review vừa rồi, thì trong đó thì đặc biệt chú ý các cái mã lớn như là Vincom, BLX, Hoa Sen, Masan là hiện nay là thị trường đang bán ròng những cái cổ phiếu này. Tuy nhiên theo đánh giá của tôi, những cái cổ phiếu này là cổ phiếu cơ bản và có cái kết quả kinh doanh tốt, những cổ phiếu có thương hiệu trên thị trường, thì những cái cổ phiếu này đang nằm ở cái vùng giá tương đối là hấp dẫn. Và có thể là so sánh về cái giá trị doanh nghiệp thì tôi nghĩ là những cái cổ phiếu này đang có mức PE đang rất là hấp dẫn. Thì tận dụng những cái pha bán ròng của khối ngoại thì nhà đầu tư trung và dài hạn chịu áp lực rủi ro cao có thể là gia tăng những cái cổ phiếu này trong cái giai đoạn mà khối ngoại bán ròng những cái cổ phiếu này. Thì tôi đánh giá là thị trường trong cái tuần này sẽ diễn biến giằng co và theo cái chiều hướng giảm điểm phục hồi kỹ thuật nhẹ, thì đây là cơ hội cho các cái nhà đầu tư trung và dài hạn để gia tăng các cái cổ phiếu tôi nói. Thưa chị, thì đến với phân tích các cổ phiếu nổi bật trong ngày hôm nay, chúng tôi muốn đề cập tới cổ phiếu công ty tập đoàn Kido, mã là KDC. Vì theo chị thì mã KDC này có gì nổi bật trong phiên ngày hôm nay? Theo tôi quan sát, cổ phiếu Kido là của tập đoàn Kido, thì Kido là một cái doanh nghiệp bánh kẹo. Và sau khi mà chốt lời cái mảng bánh kẹo này bán với cái giá trị là 10.000 tỷ đồng cho cái tập đoàn của Pháp, thì cái tập đoàn Kido đã tập trung vào hai mảng kinh doanh chính, đó là dầu ăn và cái mảng kem, cái mảng dầu ăn từ công ty Tường An và Vicarimex. Và bên cạnh đó thì Kido phát triển cái mảng mà kem đông lạnh từ cái công ty cổ phần Kido là công ty con của Kido. Thì nhà đầu tư cũng như các cái giới chuyên gia cũng kỳ vọng rằng vào cái sự phát triển của tập đoàn Kido thông qua cái việc kinh doanh của công ty con Kido đã mà trong cái thời gian này đã niêm yết lên sàn chứng khoán trên sàn Upcom đó. Thì với cái kỳ vọng này thì Kido sẽ ngày càng làm ăn phát triển hơn. Theo quan sát của tôi thì cái mã cổ phiếu của tập đoàn Kido, mã là Kido C, thì trong 2 tháng trở lại đây thì với cái mức giá giao dịch quanh là 40.7 đến 42 thì tôi thấy là vùng giá này, cổ phiếu này đã tích lũy trong một cái thời gian dài và trong những phiên gần đây thì có một cái sự cải thiện về mức thanh khoản.
và được sự chú ý của khối ngoại, và cái tập đoàn Kinh Đô cũng cũng đang nằm trong cái việc mà xin room để cho nhà đầu tư nước ngoài có thể gia nhập vào cái tập đoàn này. Thì tôi kỳ vọng thì với cái vùng giá hợp lý hiện tại thì nhà đầu tư có thể gia tăng cổ phiếu này cho mục tiêu trung hạn là 3 tháng. Thì với cái vùng giá hiện tại thì tôi khuyến nghị là nhà đầu tư quan sát cái cổ phiếu này và có thể gia tăng cổ phiếu này. Xin cảm ơn chị Cần với những thông tin vừa rồi. Những thông tin hữu ích vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Giờ Kết Sổ hôm nay. Thay mặt những người thực hiện chương trình, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được cảm ơn công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng đã đồng hành cùng chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.